Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại kênh Carson. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt tại triển lãm của VMS 2024. Thì trong triển lãm này có những gì thì mình với các bạn sẽ cùng nhau đi khám phá tất cả những dòng xe đang có mặt tại đây. Mình đã có mặt tại gian hàng của Mitsubishi. Thì bây giờ chúng ta có đi một vòng trước đi để xem có gì mới. Thì thật ra bây giờ Mitsubishi đã bắt hết tất cả dòng xe đó các bạn, nhưng mà chúng ta vẫn có được những chiếc xe gọi là mới đi. Thì ở đây, đây chính là chiếc xe mới. Mới ở đây nghĩa là sao quý vị? Đây là những chiếc xe gọi là phiên bản Special Edition của nhà Mitsubishi. Họ đưa ra bởi vì năm nay là kỷ niệm 30 năm thành lập của Mitsubishi các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cái chi tiết để các bạn có thể phân biệt được đây là một chiếc xe phiên bản Edition. Đó chính là vị trí ở khu vực phía cốp sau. Các bạn sẽ có được một cái huy hiệu ghi ký tự là 30 năm vững bước mới hành trình. Đó, đây. Đây là cái logo của cái phiên bản đặc biệt nha các bạn. Thì ngoài cái logo này nè, thì các bạn vẫn sẽ còn chi tiết nữa để các bạn phân biệt. Đó chính là chúng ta có được một cái cánh gió đuôi. Cánh gió đuôi rồi. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái chi tiết nữa ngay bên đây nè các bạn. Một cái lườn ở vị trí đây. Rồi tất nhiên là chúng ta sẽ có được một cái dòng chữ chắc chắn rồi, dòng chữ Xpander để khẳng định đây là chiếc xe Xpander. Thì Xpander là một trong những dòng xe mà phải nói là chiến lược của Mitsubishi tại Việt Nam luôn các bạn. Sau 6 năm ra mắt thì có 100.000 xe đến tới tay khách hàng. Thì đây là một cái điểm mà phải nói là rất là ấn tượng đối với Xpander. Rồi thì bên cạnh Xpander chúng ta sẽ có được là Xfort, một chiếc xe CUV. Thì CUV hạng B, và đây là một cái xe mà phải nói là thừa hưởng những gì gọi là tinh hoa nhất của Xpander, từ động cơ cho tất cả những cái thế mạnh của một chiếc xe Mitsubishi. Rồi đây, cho nên rằng là trong khoảng dừng từ thời điểm ra mắt tới giờ thì luôn luôn đạt trong top 10. Những cái chi tiết, những cái trang bị nào dành cho chiếc Xfort phiên bản kỷ niệm 30 năm. Đầu tiên các bạn sẽ có một cái tên dòng chữ của xe trên Xfort này. Tiếp nữa là các bạn sẽ đến với phần hông xe, các bạn sẽ có một cái chi tiết gọi là một cái điểm nhấn ở phần hông, đó chính là cái khu vực bên cái lườn bánh xe. Đây là chi tiết, một chi tiết nữa. Rồi tất nhiên chúng ta sẽ có một cái cánh gió đuôi các bạn. Cánh gió đuôi này. Ngoài ra thì tất nhiên rồi, đây là một chiếc xe kỷ niệm 30 năm cho nên chắc chắn sẽ phải có hiệu 30 năm. Astray thì là một chiếc xe sedan, nhưng mà đây là một chiếc xe mình đánh giá rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thay lỗi nước được với chiếc xe này. Đã có một lần mình đi xe mà mình lỗi nước lên tới mực này nè các bạn. Xe vẫn đi rất là ok. Nói chung với mình đây là một chiếc xe anh, nó khá là dễ thương, nhỏ gọn và rất là linh hoạt trong phố. Và thêm một cái điểm nữa đối với lại chiếc xe Astray phiên bản kỷ niệm 30 năm, các bạn sẽ có một cái điểm nhấn, đó chính là phần cản trước các bạn được làm theo cái kiểu này, mình nhìn giống như kiểu carbon đó các bạn. Thật ra thì kiểu carbon này kết hợp với tông màu trắng nó sẽ tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt đối với chiếc xe này. Và ngoài ra thì bây giờ nếu mà mình ngồi thấp thấp mình mới để ý, một cái Dynamic Shield rất đặc trưng của nhà Mitsubishi vẫn tồn tại trên những chiếc X-Ray các bạn ạ. Nói chung là mình thấy đánh giá rất là cao những chiếc X-Ray, những chiếc sedan, bởi vì mình là một fan cứng của sedan. Chiếc xe highlight của Mitsubishi kỷ niệm 30 năm đó chính là Triton. Thì Triton thì mình đã có một cái video clip chia sẻ về chiếc xe này, cũng như là một cái buổi upload về chiếc xe này. Thì đối với mình đây là một chiếc xe mà dành cho những bạn nào yêu thích một chiếc xe bán tải, vượt địa hình và có được rất là nhiều những cái tính năng nổi bật. Tuy nhiên nếu bạn thích một chiếc Triton nhưng mà bạn kiểu không thích một cái màu nổi bật như thế này thì bạn thử lựa chọn những cái màu như màu đen nè, màu xám nè. Thì đó có một cái chi tiết ở đây, nó cũng sẽ được sơn cùng màu, cho nên là các bạn sẽ không thấy một cái sự khác biệt ở phần đầu xe. Ngoài ra thì với mình sự nâng cấp về cái động cơ turbo nè, rồi một cái công suất của chiếc xe cũng đã được cải thiện hơn. Ngoài ra thì vô lăng trợ lực điện đối với một chiếc xe bán tải là một điều mình thấy là một điểm cộng rất là lớn đối với chiếc xe Triton này. Còn các bạn nghĩ sao về Triton thì hãy để lại bình luận dưới. Còn các bạn thắc mắc những dòng xe của Mitsubishi tại triển lãm thì hãy đến với gian hàng. Các bạn có thể thỏa sức sờ mó và ngồi thử những chiếc xe để xem chiếc xe nào là ưng ý nhất các bạn. Ngoài ra thì đây cũng có những chiếc xe Triton phiên bản thấp hơn thì các bạn cũng có thể lựa chọn rất là nhiều. Rồi cảm ơn bạn xem video clip và nhớ like, subscribe kênh Carson, theo dõi mình trong các clip tiếp theo. Bye bye.